Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, đơn vị nhận được tin xảy ra cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, thành phố Huế, nên huy động lực lượng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, lửa cháy lan rộng trải dài dưới đường dây điện 500 kV Bắc Nam, đe dọa an toàn lưới điện, các lực lượng đang nỗ lực ngăn lửa cháy lan. Đến 17 giờ cùng ngày, rất đông cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, điện lực cùng lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông.